Hello, chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Anh Thời Đại. Sao hôm nay mấy đứa có ý tưởng gì quay cho các bạn xem không? Thầy thấy dạo này ít vận động á, quay gì đó vận động đi. Không biết vận động hả? Thầy, em có ý kiến này nào. Lâu ngày quá em chưa đi tập võ á, gân cốt em cứng hết rồi. Hay là giờ mình quay clip tỷ thí võ. Dạ. À, đau anh Tân. Ơi xin lỗi, anh lỡ chúng, anh không có ý. Anh làm gì lậu lắm luôn anh Tân. Thôi anh lỡ chúng mà. Ây da. Thôi anh lỡ chúng mà. Ây da. Thôi anh đừng có quýnh nữa, chết em luôn á. Banh luôn rồi. Sao rồi? Tại tại đó anh đi tập võ dữ quá và anh dư lực đó. Anh em nhau không mà anh chơi kỳ dư lực vậy. Không thì anh cho em cho lực anh đi chứ anh quýnh gì em chơi. Cho hả? Ây da. Ây da. Được rồi, em biết anh mạnh rồi. Em sợ lắm rồi. Rồi sợ phải không? Xong rồi phải không? Đúng rồi. Rồi, cái đó chuyện cá nhân xíu nữa ra xử sau đi. Ok anh em. Rồi giờ vô vấn đề chính. Thì thầy thấy quay clip tỷ thí võ thực gì thấy nó không hợp lý lắm. Đúng, em thấy cũng đúng quá thầy. Mình có võ đâu mà tỷ thí. Em đồng ý 100% luôn. Là đừng quay cái đó. Ừ. Đúng rồi, tướng em về không có lợi ai đâu. Đúng rồi, em quá ôm yếu rồi. Đúng rồi. Thì còn em nè thầy. Còn em là em đưa ra cái chủ đề này nói chung á là mấy nay anh em mình không làm về chủ đề ăn uống với lại là chủ đề trò chơi đó thầy. Vậy á. Anh em mình làm trốn tìm với lại ăn uống với thầy. Trốn tìm với lại ăn uống là đúng sao? Rồi. Là hai CG anh em mình kết hợp nhau luôn á. Được á. Trời ơi thằng gì tào lao quá. Em có cái ý tưởng này nè thầy. Rồi em nói đi. Ý tưởng là em ấp ủ á, em nói thầy ha, có mấy tuần nay rồi. Em suy nghĩ ý tưởng em động não em đầu tư chất xám đó. Xé bản tên. Đúng rồi. Xem tên mấy anh em mình mới làm rồi. Nhưng mà thầy thấy mày gỗ ngoài không? Hồi bữa em đi ngoài với Tràm á, nước á nó ngập lên tới đây nè, qua đầu gối luôn. Xé con tên là thầy chùa. Xem tên với nước ha. Đúng rồi. Nhà mình có ruộng đâu mày. Đúng rồi. Nhà mình có ruộng đâu mày. Ủa nhà em có ruộng hả? Nhà em đi kia ruộng nhà ta chứ thầy. Cái nhà ruộng ta đúng rồi. Nói vậy người ta quê. À em cũng có ý tưởng này thầy. Nữa em có nữa. Đúng rồi, hay là bạn xé bản môi đi thầy. Em thấy ý tưởng nó chưa ai làm mà không thầy. Lỡ sức môi xong thầy. Là xé cái môi hả? Đúng rồi, chơi đó là không sợ đụng hàng với ai luôn. Rồi dịnh ngoài lại, dịnh ngoài lại. Dịnh ngoài lại. Dịnh lại. Dịnh xé ngồi nó ra. Là xé cái mỏ hả? Xé bản môi. Xé bản môi. Đúng rồi. Là lấy cái miệng em xé ra. Xé bản môi sao mà xé được? Ờ. Không đúng thầy. Cái đó là kiểu là nè có tâm hình đúng không? Vứt. Là chụp hình cái môi lại đúng rồi xé cái hình cái môi thôi. Trời ơi. Chị đi chụp thấy hàm răng luôn á thầy. Chị đi nè mày ơi. Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Đó chị đi nè. Đúng rồi. Ê, mình chơi xé vậy là mình không đụng hàng với ai luôn á. Đúng rồi đó thầy. Lấy ý tưởng này hợp lý nè. Sẵn đây có nhiều bạn nói anh em mình kiểu như là học theo những ý tưởng của người khác á. Ý tưởng này là không đụng hàng với ai luôn. Đúng rồi. Xé bản môi hả? Đúng rồi thầy. Là giờ chụp mấy cái môi vô rồi dán vô xé đúng không? Nhưng mà nhìn quê lắm thầy ơi. Sao quê? Chụp cái miệng. Em nghe cái câu là với tình huống khó xử hãy cho một nụ cười tự tin. Em nói hay. Người khác không quê tại sao hôm nay lại quê? Đúng rồi em không quê luôn. Nói nụ cười này quá tự tin rồi. Rồi giờ xếp bằng môi đúng không? Đúng rồi. Rồi nói chung là anh em mình lâu lâu đổi chủ đề độc lạ Long An nha các bạn. Ok. Thì giờ chơi xếp môi đúng không? Đúng rồi. Ok hôm nay anh em mình sẽ phá cách xếp bằng tên thành xếp bằng môi luôn. Đặc biệt là cộng với nước nữa. Dễ chân quá nha. Vậy thầy làm tùm lum chợ cộng với nước nữa. Đúng rồi, mình xé với nước mình chạy mới từ từ nó. À là vậy cho thầy cho mấy anh em mình đi hồ bơi. Không, đi ra ruộng. Ủa? Thôi lỡ rồi chơi luôn đi anh em ơi. Chơi ha. Chơi đi. Chơi luôn thầy. Rồi anh em mình không để bạn chờ đâu nữa. Let's go. Let's go. Rồi anh em tập hợp. Tập hợp. Làm gì vậy? Em đang chơi thù. Tập hợp. Rồi thầy mới bị in bản tên vậy nè. Cô lộn, bản môi. Ok. Thì nãy thầy có sưu tầm được mấy cái môi của từng đứa rồi. Trời. Thầy ơi. Thì bây giờ chơi như thế này. Giờ mình sẽ chia đội. Sẽ bản tên theo kiểu chia đội nha các bạn.
xong rồi mình mới dán cái môi của mình vô, không phải là môi của mình, nhưng mà thí dụ như bây giờ, ví dụ bốn đứa em đi bốn bạn này là đàn đội đúng không các bạn, thì sẽ dán bốn cái môi của đội bên đây, đúng rồi, bất kỳ của đội bên đây qua bên đây, bên đây sẽ cái môi bên đây thì phải bên đây phải đón được cái môi của tụi em là cái môi của ai, hiểu chưa? Hiểu rồi, là sẽ đón được bốn cái môi mà bên đội của em á, là đón cái môi của mình á. À rồi, hiểu rồi lót kẹp rồi kẹp rồi á, thông minh rồi đó. Rồi vậy mình giờ coi đâu, môi cái đồng đội của mình đi mấy ha. Coi lại mấy môi lại. Nhưng mà chưa chia đổi mà. Chưa đổi mà. Ờ đúng rồi, chưa đổi. Ngồi coi gì ta. Rồi bây giờ chia đổi chứ ha. Nhường cho chị Trang lắc trước luôn. Rồi cái này mình dẹp đây nha các bạn. Dẹp đây đi. Rồi. Sao cái môi của tụi em mà thầy để vô cây vậy? Rồi để vô cây cho nó thơm. Thơm chịu quá. Rồi vậy cứ làm chia đổi nha. Rồi. Đúng không? Hả? Chị Trang lắc trước. Thôi chị Trang lắc trước. Đúng rồi đó. Thôi cho chị Trang lắc. Rồi chị Hồng, ủa lộn, chị Trang màu hồng. Chú bó hồng. Chào bố luôn hả con. Rồi lắc đi. Con thứ gì ra, con thứ gì ra, trời ra con quay không. Cái này lắc xí ngầu chứ không phải chơi lô tô em ơi. Chơi chơi chơi. Tay em. Rồi mở đi. Ôi mộng. Rồi quên nữa thì nói nè. Số nhỏ lần đội, số lớn lần đội, ok chưa? Ok. Rồi Trang một nút. Rồi có Trang rồi mới tới có Thản. Càng luôn. Có Càng sao tới hả? Tới Càng. Tên ba luôn nha. Tên ba đi. Ba mệt quá. Rồi đi vô. Để đi. Số dài ra con lắc đi. Máy gì ra. Cái này lắc xí ngầu chứ không phải lô tô, nhắc lại một lần nữa nha. Ok rồi. Lắc xí ngầu chứ không phải lô tô. 2 3. Ra em ơi. 1 nút. 1 nút. 5 nút. 5 nút. 2 1 2 1 2. Lẹ đi. 5 nút. Hay quá. Chưa gì. Nó quằn ngoài chơi. Em quằn quá. Ok, nó nút luôn, số lớn được rồi. Rồi, 5 nút rồi, tới ai tới tăng luôn đi. Vô. Lắc ít thôi mà, nó cả số lớn không? Chưa biết à nha. Anh đừng có chung đội với em. Hãy để lên tay thầy mới được. Đúng rồi, đúng em rồi. Phạt thầy một, em phạt anh 1 nút. Rồi, lắc 1 nút. Rồi, chung Trang. Rồi, lắc đi. Anh đừng có chung đội với em nè. Rồi, đúng không? Rồi, 2, 3. Ôi trời ơi. 1 nút. Rồi anh chết với em đây. Chết cho em. Tân Trang này có số ha. Đúng rồi đó. Số phận á. Quá. Tới em. Rồi tới em luôn. Rồi nhỏ này là mấy màu đó. Nhưng mà anh tự tin dữ trời. Hai đứa tay thôi, bắt em lắc lại. Bạn áo đen mà không mộng đúng. Số lớn từ từ nha. Em số lớn số nhỏ. Số nào cũng được á. Rồi số nào cũng được. Số nào cũng được. Ba số 1. Số nhỏ, số nhỏ, số nhỏ. Số 3 là số nhỏ. Số nhỏ rồi đó. Rồi. Chết rồi, anh Tăng gánh thấy cái này còng lưng luôn. Mai về cái lăn gù luôn. Không sao. Ok quá. Rồi xong. Khi rồi. Mà nãy mà bảnh đó là tới tiền á. Rồi lắc đi. Chết. Mấy nút, em muốn mấy nút? Hả? 6 nút. Nè em, 3 nút phải không? Đúng rồi. 4 nút được rồi. 4 nút đi. 4 nút chạy xuống ha, 4 nút chạy xuống. Rồi xong rồi. Hay dữ ta. Rồi lại đi mày. Rồi lắc đi luôn. Thôi, mày muốn qua thì mày xạo hoài mày ơi. Tới bốn này mà bên đây rồi. Chưa, giờ còn ai ta? Còn hết rồi. Còn hai thằng em. Còn em hả? Lỡ gì lắc xuống nhỏ sợ. Giờ em nhắm mắt cũng biết em số mấy nữa, em nói thiệt luôn á. Bây giờ chi chắc chắn là số 6 luôn. Anh đi giờ số 5 luôn. Rồi. Không thì số 4 cũng được. Lắc xuống nhỏ rồi sao? Số 5 cái gì? 5 nồng. Thấy chưa? Hay lắm rồi nè. Hả? Còn chưa lắc không? Còn hết rồi, em bảo đây. Nghe nàng thổi gáy hồi lắc vô một nút một cái. Thổi chưa lắc. Thổi chưa lắc. Thổi gì em? Em lắc xong. Em chưa lắc. Thổi chưa lắc rồi thầy. Ủa? Mày đâu đây nữa? Khang lắc rồi. Em chưa lắc mà em quần quá. Tính ăn giao lâu vậy. Nhưng mà Khang lắc chưa? Chưa. Rồi em lắc đi. Một biến hình. Sao đâu. Một cái lắc thôi, em không cần nhiều cái. Một cái lắc thôi, em không cần nhiều cái. Đúng rồi. Đấy, tội nghiệp quật nha bạn. Rồi không sao, em có sức mạnh mà. Sức mạnh rồi, rồi Khang rất đi Khang. Khang mở nước nè. Dở làm gì? Giờ làm này, cái này niệm thần chú gì nữa bạn ơi. Bếp. Một nút. 2 nút. Thấy chưa, là ai số lớn đâu? Ôi, chồng lại vậy. Em chỉ nói lắc lại nữa nè. Hai em nói nghe nè. Hai con số 1, hai con số 2 và hai con số 3. Đâu ba số 1 lận. Đâu ai lớn nút đâu, đứng qua một bên coi. Hai này mình qua. Rồi có hai đứa này số lớn nè, còn như số nhỏ không à. Số
Thầy. Rồi số 3 đâu? Số 3, số 4 đâu? Hai anh em mình số 3 nè, số 3 với số 4 rồi đây. Hai đứa này hai số 2 mà. Số 4 đâu? Hai này số 2 mà thầy. Thầy nghe nó. Rồi số 3 đâu? Số 4 đâu? Không có phải không? Em có em số 4 nè. Số 3 qua đây. Rồi, em số 4 là đủ cặp đó là. Qua đây. Em số 4 nè, số 4. Em đây xong bộ được thầy. Hai số 2 đâu? Hai số 2 đây nè. Hai nữa. Em số mấy? Em số 1. Rồi vậy hai em lắc đi em. Lại chó ơi, bà chạy số mấy mà? Số 1. Ok. Số mấy? Số 2. Đây em số mấy? Số 2. Em số 2 hả? Rồi hai đứa em lắc đi. Đúng rồi tao. Nhường cho nó lắc chứ mình còn có cơ hội. Nhường mình luôn á. Em nhường á. Anh nhường mẹ. Em nhường. Anh nhường mẹ. Anh lắc luôn cho. Lắc. Em lắc một cái hồi nhất thôi nha. Ok mấy cái cũng được chứ á. Một đúng. Rồi luôn rồi, bể rồi. Suy nghĩ kỹ chưa? Quá, em nói thầy em có thiên lý nhãn. Em muốn số nhỏ số bự. Em muốn số bự đi ngồi bên đây. Rồi ok. Nói thầy 10 cái nhà tắm em nhìn xuyên 10 cái nhà tắm luôn. 2, 3, 6, 2, 3. Còn gì nữa đâu mà khóc vui. Nãy thầy thấy bàn tay quen không? Đây thì đã được cái à. Gì? Gì? Màu đỏ. Thiên lý nhãn với thầy chứ. Thiên lý nhãn. Thiên lý mười nhà tắm nha. Em lo được. Trời ơi, trời xong trời. Trời ơi, trời ơi. Lắc khen. Trời ơi. Một, anh em một con đứa đây, một đứa rồi. Một, 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 một. Rồi, ai của tôi. Bỏ biết, biết ai rồi, đợi ai ha. Ok chưa? Ok. Còn gì nữa đâu mà không yes. Thôi khang tiếng đừng có nói, đừng có hát. Lắc lại thầy, lại gì? Chứ này bự con này, mấy con vậy? Bởi mày mày sợ cái gì? Sợ thầy nhảy. Mình đừng có qua đúng không? Đúng rồi, mà mình đúng rồi, tao có thầy võ. Đúng rồi, còn nhau nó chơi. Bỏ vô. Bỏ vô. Bỏ vô. Bỏ vô. Có nhóm hết nhanh nhóm. Ừ, không được chung đội luôn. Hả? Hai cánh tay trái và cánh tay phải của em. Rồi ok, giờ dán bản tên vô. Hả? Bản ngực. Nhẹ bản tên phải cái thầy. Nó lộn lên lộn 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 bản môi, bản môi, bản môi. Lại vô. Ok, em lấy. Trời ơi. Ai mà ở giờ dưới trời. Quá gâu đi. Gâu mụn mà tùm lum hết trơn. Trẻ ke nó gì nè. Này không có đánh căng hay gì nè. Nó chèn khè đây. Này. Cốt như nhiên ăn rồi. Trời ơi chát. Không được rồi, cốt có nhiên ăn ra. Đúng có gâu, đúng có gâu. Cái này là không phải, thôi bỏ bên đi. Cái này môi đổ chát chắc chắn là chị Trang. Bà Trang nè. Bà chị xuống này xuống môi không à. Lẹ đi. Tự tự đi nè. Mặn lẹ đi. Trời ra cô. Yeah. 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 Sao nó không ra? Không ra. Muốn trà bá luôn nè. Ủa gì mày? Yêu tao nặng cái này ra nè, hai ba. Tào lao. Hình mà đi nặng. Dán người cho. Quên. Nãy giờ. Tao coi tao xí ăn nãy giờ được mấy hả? Trời ơi, không biết cái tấm hình này của ai. Gâu ghê rồi mụn mài rồi thấy ghê. Gì đó, gâu rồi mụn. Răng bị lòi nữa chứ. Mẹ ơi, răng bị mẻ nữa kìa. Trời trời. Kỳ, răng bị vàng nữa chứ. Mồi này mồi của ái chắc luôn nè. Nhìn là biết liền luôn. Đúng đẹp rồi chứ. Hắn, cỡ mồi này sao, đẹp không? Mồi này thấy ơn trời. Trời ơi trời. À, thấy mồi này đẹp không? Ủa, ái sao? Trần cái này nhớ cho anh em mình một like nha. Mồi này đẹp nè mày. Thấy không? Cái gì vậy bà nội? Rồi giờ anh em mình đã ra ngoài ruộng rồi nha các bạn. Giờ anh em mình sẽ chơi xé bản mặt. Ủa lộn. Xé bản 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 mỏ. Ủa lộn. Bản gì thầy? Bản môi phải không? Rồi bản miệng đi cho nó dần quá. Dần quá nha các bạn. Xé bản miệng nha các bạn. Rồi. Thì cái chỗ này thì mấy anh em mình của người quen đã xin phép rồi. Cho nên là mấy anh em mình chơi xả láng tẹt ra luôn. Mời chơi đại ăn nằm về đấy luôn. Ok chưa? Ok. Rồi bây giờ được chơi nè. Khu vực từ ngay chỗ cái bậc đó tới cái bậc đó thôi nha.
đừng có chạy qua cái bậc. Còn từ đây là chả nó hết miếng gỗ luôn đúng không thầy? Không, chơi miếng nhỏ thôi. Okay. Đừng có chạy xa quá, nó không có dí nổi. Nó mệt phải không? Đúng rồi. Chứ không phải thầy dí không nổi đi. Rồi lực chơi như vậy nha. Ok. Rồi ví dụ như ái xé bản tên của Trang thì phải đoán được cái miệng này của ai, hiểu chưa? À. Được chưa? Này hơi quá rồi nha. Rồi nhìn đi, cứ nhìn đi nha. Nhìn suy nghĩ trong đầu đi coi của ai. Này. Đó nè, thấy không bạn? Các bạn biết cái bản miệng này của ai? Ủa lộn. Cái miệng này của ai thì bạn hãy coi cuối clip nha bạn. Này cái miệng của ai cười tươi quá. Đó, miệng nào cũng cười tươi. Anh Tân nha. Rồi ok. Ok chưa? Ok. Rồi bây giờ chơi ha. Chơi. Rồi, giờ hãy đứng xa xa ra đi. Xa xa nhau đi, chiến đấu thôi. Nên mình chia chơi các phòng thủ, đừng có chơi tấn công nha anh em. Rồi chơi xả láng luôn nha. Ok. Chi ra đi. Mình thấy nó ám sát thì mình cứ chạy thôi. Khi nào mà mình vũ nó vô hang ổ của anh em mình thì anh em mình túm gọn nó. Được rồi, ok. Dầm. Chạy vòng bị bắt thì thôi. Ok. Dầm. Đâu đâu. Giờ anh chỉ nè. Giờ mình chơi lật hướng không? Lật hướng là sao? Lấy một con chốt ra mình. Để em cho. Bậy mà. Không, tại vì em là con gái em yếu mà nên em. No. Chốt chứ. Rồi mày đi sao đi? Đưa anh Di nè. Để anh bao nha. Cho nó dí đỡ luôn. Ok. Anh Di chạy nhanh đúng không? Ok. Tiến hành luôn đi. Chừng nào nó mệt mình dí lại. Đúng rồi. Tại vì anh em mình là nói chung là đội của mình thì gồm có mình với anh Tăng là cũng mạnh thôi nha bạn, chứ không gọi là mạnh. Còn hai anh em này coi như là có cho không đi. Đúng rồi. Tao mạnh nè. Mạnh nào? Mạnh sao? Mạnh. Nói chung thì anh em mình gán xé bản tờ bên kia để nhận lấy cái giải thưởng. Qua nữa chưa có giải thưởng anh em. Nhà không, nhà tôi là anh em ăn cám hết rồi đó. Thầy định biệp mà giờ tự nhiên đòi giải thưởng thì thầy phải trao rồi đúng không? Đúng rồi. Sao được của em? Sao thầy nói giải thưởng không đi? Giải thưởng đúng không? Đúng rồi. Nó xe đó nè. Chưa mà. Chưa chơi mà. Rồi đội nào thắng thì giải thưởng sẽ 5 triệu nha bạn. Rồi. Quá đẹp luôn mạng nào giải thưởng này. Giải thưởng hôm nay mấy anh em mình nhận được 5 triệu luôn nha bạn. Vô rồi. Ước okay, cái miệng luôn rồi. Mày chưa có miệng luôn rồi hả? Ui, sao dơ vậy hả? Đúng rồi. Nó sung răng nè. Gì này mới đúng nè ông nội. Trời. Rồi thì hai đội đang nói chung là đang bàn chiến thuật gì đó mình không biết nữa nha bạn. Đợi hai đội chiến đấu thì mình quay cho bạn xem. Không thì giờ mình cử thẳng nha, thẳng cho vụ ái qua. Đúng rồi. Được. Nhận được nè. Ừ, đúng không? Thông minh. Cho. Chịu đây. Con này hay bỏ đi. Con này là miễn nhân kế. Bệnh của nè. Ủa mà miễn nhân kế không được. Không, bây giờ nè. Bây giờ cho anh đi bỏ anh cẩu đi. Xong rồi mấy em đứng nhìn nhộng nè, nó chạy lại. Cái em vào là em xé nó. Hoặc là anh nè, anh đè nó xuống em xé. Anh sao anh đè được? Không, đè xíu nè. Biết sao không? Giờ em á là con gái nên mấy người trai không có dám bài cho xé đâu. Có mình chị Trang rồi, tao bị dán đây mà. Đúng rồi. Không bao giờ bắt thằng Thản trước. Đúng rồi. Được không? Được luôn. Hẹn em tới anh Tân. Mà em nói mấy anh nghe nè, mà quan trọng mấy anh đón được khuôn mặt không? Ê, có gì xíu mấy anh nghe răng nha. Mình khuyên các bạn là trước khi các bạn ăn cơm thì đừng nên xem video này. Xem video này sẽ cái này là giờ được mới ăn được thôi. Đang ăn cơm mà coi clip này. Ok, gọi anh em mình chiến đi. Chạy qua chạy lại. Rồi, bây giờ vô solo đi. Lấy dây lùi dịch anh em ơi. Chơi gì chạy vòng. Nhìn tôi nè. Ok. Rồi bây giờ lên solo một đi. Lên.
Bây giờ lên ví dụ mình solo với nhau đi, mình chạy vòng vòng mệt quá. Qua em cho xin ý kiến coi. Thì cái gì nói đi. Thằng nào mới đẩy em xuống hả? Gì em ơi, cùng chơi luôn rồi. Rồi em đoán đi, miệng này của ai? Ờ quên nữa chạy. Bỏ bên kia. Cười đó. À, cầm. Mình qua đây nào. Đừng nhận trai cái mông mình. Đúng rồi. Cười nha. Cười. Mời của ai? Lẹ đúng mệt lắm rồi. Mình ba suy nghĩ đi. Thôi anh nghe em cả nha. Giống không? Không có cái này. Đâu, cho thầy coi. Đây, bản môi này đã được xé nha các bạn. Rồi đó. Rồi. Nghe em nghe. Rồi, không phải. Môi này giống con gái dữ hả? Ừ, con gái. Ờ, coi lại. Coi kỹ coi. Gan này bị súng, bị lơ nữa. Này cũng bị chết luôn. Không, nhưng mà cái môi vậy quá. Giờ mình đứng đại đi. Môi con gái. Ơi, bạn. Không, bạn. Suy nghĩ vậy chứ. Sao mày, cái môi gái sao mà vậy chứ vậy? Bị mẻ nè. Ừ, mẹ. Mày có gót không? Không, tôi mẹ dữ lắm. Mẹ môi mình ta. Nè, phải không? Không. Vậy của anh Di rồi. Rồi, kết quả cuối cùng. Trộn đại cô. Kết quả cuối cùng. Anh Di gân mẹ rồi, thôi. Kết quả cuối cùng. Ba. Ai ơi, cho anh Di, anh Di. Không. Ai? Không. Không. Tôi. Ai? Ai không? Đúng rồi, ai. Chính xác. Nhảy ơi. Ê, cái chân. Phản công đi. Rồi, thẳng ra bị lỗi nha bạn. Nè, cầm nó lên cho mình đi. Dừng lại. Cái gì ạ? Vụ gì đây? Dừng lại. Đừng được chạy đây cây của tôi. Xét chị chơi kìa, chị chơi mùa đất. Kéo lên. Phải ngại không? Không nghe là không ai được hết. Rồi, nhờ, đứng dậy đi em. Ở đây đi em. Gì té hay ghê vậy? Chị chơi, mấy anh này dồn mé quá. Nghĩ sao con trai mà đè vô con mình em à? Rồi, đi ra đây đi. Tốt rồi. Rồi, đi ra đây. Tốt rồi. Đi. Rồi. Thầy nói nè, đừng có chạy như lùa dịch nữa. Bây giờ thì vô sáp lá cà đi. Má này để đồng hiếp yếu rồi ơi. Giật lộn nữa, cứ bên này dí cái bên kia chạy, cứ bên kia dí cái bên kia. Ăn hiếp bên yếu. Không à, chạy mệt thiệt anh em ơi. Đúng rồi đó. Rồi xin lỗi bộ đi. Dám mạo dám chơi không? Anh em vô. Dám chơi không? Chơi cử con gà chiến. Gà chiến ăn. Không phải solo mà một hay gì hết, nhưng mà đừng có chạy lung tung nữa. Ok. Hiểu ý thầy ơi. Rồi. Ý của thầy là bây giờ anh em ba vô sáp lá cà đúng không? Đúng rồi. Vô đi. Vô đi đừng có lùi nữa. Đừng có lùi. Đúng rồi. Rồi, ai đâu xe? Đúng rồi. Đâu lên. Em đi. Em quay mà. Đâu lên. Vô. Khoan. Đứng im. Thấy nãy ôm nhau gì trời. Nó ôm nhau nãy giờ nó cứ ôm gì hoài nè. Khoan, đứng im. Trời ơi trời. Tốt rồi. Xình lầy gì mà văng tùm lum anh ơi. Rồi. Bản thân này em xếp không? Đúng, em xếp. Ai có cho đứng vậy chưa? Rồi em đón đi. Thôi chen thôi. Lại. Không cho, chỉ cho một phút thôi. Cười. Cười. Không giống. Cười. Người xong rồi để căng đen gì hả? Quay cho em coi em biết. Mới lại sần. Găng này theo như em suy đoán nha. Đâu? Ôi, mày giống của ai đây? Thôi cười ơi. Găng còn dính miếng rau nè. Đâu? Mẹ miếng rau đen nè. Ê. Cái này cái găng bị mẻ. Ê, cái găng gì mà nó nhọn nhọn quá nè bay. Quay. Bà Trang cười ơi. Cô của anh Hương. Bà Trang mà cười ơi. Cô của anh Hương ơi. Ê, đứa ai rồi? Đâu? Tao biết ai rồi. Ai? Bà Trang cười lên. Nè, nó có cái găng nhọn nhọn nè. Đây nè. Bà Trang bị trúng găng. Cái gì? Thấy rồi. Mày, nè, mày coi nè, ngay đây có cái găng này thấy không? Nè, nó hơi phút mày. Nó dài. Đây nè. Phải không? Phải không? Phải không?
Văn Minh Thời. Văn Minh Thời. Nào nào nào, nào chơi chưa? Đâu đâu đâu, coi coi. Nhanh bự ra. Đúng rồi. Đúng rồi nè. Đâu 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 đâu. Để coi khớp không? Để coi. Ừ, cái môi nó thâm thâm nữa nè. Cái môi trên thâm thâm nè, thầy thấy không? Bên đây có kết quả. Rồi là mau của em không? Thầy ra mau của tôi không? Không, cười đi. Đúng rồi. Không, mà Trang cười lên cái hướng thôi. Của thôi. Không phải thầy ơi. Rồi, kết quả cuối cùng. Minh Thời. Minh Thời đúng không? Đúng. Rồi, chính xác. Để em thảo luận sao này. Không cảm ơn vô đây. Bên bên bản là không có logic gì hết mà cũng chính xác, chứ nghĩa là ăn hơn. Còn em mà vậy cốt. Hả? Nè, thấy không? Mi cái em nghe nghe. Giống vậy à, giống giống vậy ơi. Giống vậy nè, rồi. Nó cái gương mặt đẹp trai vậy là chỉ có khả ái không không? Có thành chỉ, khang thôi. Thành khang thôi, em cứ là khang. Tôi nhau à. Kệ. Chính xác nhau hả? Còn ba người gì vậy? Còn ba người vậy hả? Ờ, tôi xe rồi. Một xíu tôi dí hàng kia cho bà giật cái. Win anh em ơi. Không sao, chẳng này tôi lo được. Rồi, bên đây ai bị xé? Rồi, em cầm bản tên, bổ lộ bản môi của em lại đi. Thẳng vô đây. Và bây giờ vô được chứ hai? Tụi em đang sung nè. Bên đó ai bị xé? Em. Rồi, anh ba không được quyền vô chơi. Ok. Không được nói cái gì hết. Ok. Ok. Được chưa? Rồi bây giờ đấu hai đội bên đây với bên đây nha. Nhưng mà lực chơi thế này khó hơn. Bây giờ xé ra là phải nói liền. Hả? Phải nói liền luôn. Trong vòng 5 giây phải nói liền. Cái này sao khó thầy? Khó. Nhưng mà chỉ được nói một người. Đúng rồi, chỉ chọn một người liền. Trong vòng 5 giây phải nói ra người đó. Bây giờ bà nhìn kỹ máy mặt đó, bà hận luôn. Hận thù giùm tôi luôn. Ừ. Hận. Khi nào bà nhớ tới thằng đó là bà sẽ thấy ra nó ra là bà sẽ đốn nó được liền. Chị chị ơi. Để nó thấy. Rồi. Rồi được chưa? Rồi chưa lại. Vô thôi. Để tôi đi ba trước cho. Rồi đi theo tôi nha. Tụi nó làm cho là bà nhảy vô kìa. Rồi. Bây giờ lên chiến đấu đi. Ai đã bị loại thì không nên vào vị trí nha. Ok. Chỉ được đứng ở ngoài thôi. Ok. Ê, không chơi tát nước nha. Nè, ai mà ở ngoài mà đụng vô một cái gì hết là thua ngay lập tức. Ok. Được chưa? Ok. Rồi, chiến đấu đi. Không chơi. Chơi rồi. Chơi vô. Vô. Thận không? Không phải. Sai rồi. Rồi gắn lại. Gắn cái gì? Mời tôi lại mà. Không lắm. Trời ơi, giết tôi đi mà Trang ơi. Thận không? Không đúng. Không đúng. Bộ đội của em mà sao nó thận? Sâu lao thì cũng phải. Trời ơi. Đội của em. Đâu đội em? Vậy sao đó? Thì đã đội của bạn tên là ủa cái môi đó của đội bên em. Rồi bây giờ em dán lại đi. Sao dán rồi? Có cái keo á, dán đảo vô đi. Keo sao dính nữa? Được. Keo ướt nghiệp hết rồi. Rồi em vừa một tay vịnh đi. Rồi. Một tay vịnh, một tay xé. Rồi ok. Rồi đây. Rồi thương trộm nhớ của bà bao nhiêu năm mà ra mà đó cũng không được luôn. Vậy đi. Không có gì đó đâu. Đâu rồi? Rồi, chiến đấu tiếp đi. Chiến đấu tiếp. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, rồi, đội với dây đang chiến đấu, rồi quá văng nước rồi bạn ơi, rồi, rồi nằm xuống luôn rồi, rồi chỉ ai là té luôn nha bạn, rồi, rồi chỉ ai đang tấn công chị Trang. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi xé đi. Xé đi. Dạ, mạnh lên. Không chọc nữa. Không được được thôi. Rồi. Xé đi. Xé đi, đúng rồi. Rồi, cục đó đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, giật lộn nữa không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Xé lên. Xé đi. Xé lên. Xé đi. Xé đi. Thầy ơi, bên em xé được rồi. Bên em nó bị rớt luôn. Rồi, tiếp tục đi, tiếp tục luôn.
Anh ơi, Đơn. Tôn rồi, tôn rồi. Đúng rồi, sắp hết sức rồi. Minh Hội lại kẹt sức. 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 Rồi. Xé đi. Đúng rồi, hai chơi một không chọn cũng què. Rồi, xé đi. Gắt áo luôn cũng được. Xé đi. Minh Hội sắp tôn rồi. Xé đi. Em làm được cái gì vậy? Hai đứa này làm gì nữa vậy? Đây gì vậy? Đây rồi. Xé đi. Xin lỗi anh hai. Đúng rồi, xé lại luôn đi. Tiến công luôn trên. Xé nó luôn, đúng rồi. Đúng rồi, xé luôn. Phan đi, phan đi. Phan đi. Cứ dạng như mà đi Phan. Cứ dạy đi Phan. Nhưng mà không biết. Rồi. Ba nè em kìa. Tiếp tục đi, tiếp tục luôn đi. Nhanh Trang ơi. Đúng rồi. Cái lọ này bị vô mắt rồi bạn. Sao không Phan? Anh Duy. Ê cha thật. Tại mọi người bình tĩnh lại. Chứng lùi à. Bình tĩnh lại. Rồi. Ủa em nó bị vô sẵn rồi. Đơn đơn. Đơn đơn. Coi coi coi. Rồi rồi em anh em phải đó liền. Minh Thuận. Coi. Minh Thuận. Anh nói không bao giờ khác biệt với ai. Đúng rồi. Chính xác. Quên quên. Minh Thuận chính xác nha. Ủa lộn, Minh Thuận chính xác nha bạn. Hãy để cho bên em nãy xé rồi kìa mà hãy quá. Rồi rồi đón đi. Bên em đâu? Trời nhét túi luôn rồi. Trời ơi. Đâu ơi. Bên mình chú ấy mà. Trang xé được rồi. Xé được rồi bên mày. Mày có. Bên Tân á. Không phải. Đây nè cái này nè. Cái thánh nãy nè, cái này của tao. Của anh Tăng á. Phải không? Cái mà có không phải cái này đâu phải của anh Tăng. Đúng rồi, bạn tên mất tiêu luôn. Cái này của anh Ba nè. Cái đó của anh Tăng á. Phải nè. Bạn tên mất tiêu là này của anh Tăng. Là lỗi luôn nha các bạn. Bắn miệng. Trời ơi, giờ cái gì sao thấy đường nữa bạn ơi. Cái gì của mà anh Tăng? Cái gì mà thấy ghê vậy? Anh đâu có súng răng đâu bay. Ủa sao hay đây. Cái này của tao. Cái này của tao bỏ vô cái đó đó. Không phải. Mày nói tin tao. Thầy tên anh. Rồi bản tên mà bỏ túi thì lội luôn. Cái này của anh Tăng. Cái này nãy Trang xe ai á. Tao, thầy nhìn cho. Đúng rồi, cái này của em. Là của em, bản tên của em phải không? Bản bản môi của em phải không? Chị Trang dịch của em. Của em xé. Rồi em nói ai? Anh Tân. Anh Tân. Nhưng mà nãy cửa lên. Thầy. Thôi đúng rồi đó thầy. Hai răng thỏ đó. Ờ à, đúng đúng thầy ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Răng thỏ. Răng cọp. Tôi nữa à. Răng thỏ. Răng cọp. A few moments later. Rồi bây giờ đội bên đây chỉ còn Minh Thoại với lại còn đội bên đây. Còn đội bên đây thì còn Khang với Duy nha các bạn. Tao tưởng tôi, tôi làm tao tin tưởng mày. Anh nhường em là trước. Tao tin tưởng mày. Nè. Thầy giáo được chơi nè. Bây giờ còn có một người thôi nên là thầy tăng độ khó lên. Đúng rồi đó thầy. Bây giờ ví dụ mà em đón sai bản tên bên đây thì em thua luôn. Còn ví dụ bên đây mà đón sai thì bên đó lội một người liền. Đúng vậy. Em đồng ý. Được chưa? Được rồi anh em. Được không? Rồi, được không? Được không? Được. Chơi luôn. Vậy cho nó kịch tính nha bạn. Đúng rồi đó. Không? Chịu không? Ok. Ok. Bên hai thằng này có nhầm nhòi với em hết á. Chú hồi hai thằng này là miệng còn hôi sữa không có trình chơi với em. Rồi ok. Rồi, khán giả còn lại ngồi im đứng im vậy chứ. Ok. Không được chạy lung tung. Rồi bây giờ Dí Minh Hội đi. Vô vô vô. Dí đi. Chỉ còn một người thôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chiến đi. Chiến đi, chiến đi. Đúng rồi, Minh Hội căng hai luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, xé đi Minh Hội đi. Minh Hội bị bao dây nha bạn. Thầy cái này thầy cho nghỉ mệt không thầy? Không có cho nghỉ mệt, chơi mà nghỉ mệt. Rồi nằm xuống lặn luôn đi, lặn xuống luôn. Rồi, rồi anh dịch cho nè, Minh Hội bị bao dây nha bạn. Chiến này Minh Hội xong rồi. Đúng rồi, xong rồi. Đúng rồi, Minh Hội dùng dãy đi. Đúng rồi. Đúng rồi, dùng dãy đi. Đúng rồi, dùng dãy đi. Thầy ơi, nó đẻ tôi kìa. Rồi, dùng dãy đi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, Khang nó bị dùng nước rồi. Đúng rồi, Minh Hội nó bị bao dây. Minh Hội chơi chiến thuật đá rồi. Nó đạp chân cúc em. Rồi, xé đi. Xé đi, đúng rồi. Minh Hội.
Minh Hải nó bị đau đây, đúng rồi. Ôi, quay, bị xe ơi. Dạ. Ủa. Của em còn, Trời là của bản thân của anh chưa? Bản thân của anh gì? Anh này đón. Rồi, em phải đón bản thân của anh gì? Cái bản tên em ké đâu rồi thầy? Đây, này. Ủa, lấy hình nào hả? Đón đây. Rồi, em đón đây trong vòng 5 giây em phải đón liền. Anh em, nghe gần kìa. 3, 4, 5. Hàng thang. Sai rồi. Sai rồi. Em không, nằm lại em biết. Tao không cười lên ai. Đúng rồi bạn. Còn thang với em mà. Sống lại, em nãy cân hai luôn rồi giờ cũng làm nhồi gì. Vô luôn đi. Chơi luôn. Vô ngoài. Vô. Rồi còn hai người nha. Bước ra solo luôn. Vô. Bước ra solo luôn đi. Tao rồi. Quen giờ sức cân rồi. Rồi bệnh thôi. Bên nào bị vụt ra bên đó thua. Nói chung là vận động dưới nước thì nó hơi gớt nha bạn. Vô. Rồi, nhớ tại vậy. Em biết nhớ nè. Rồi 2 3 vô. Rồi chiến đi. Đúng rồi, muốn dở thành công luôn. Đúng rồi, đá nha đi. Ừ. Ê, có chừng gớt nha. Gớt băng đanh là thua nha. Gớt băng đanh là thua đó. Thầy không biết, gớt xuống đất là thua. Rồi xé nó đi, tiếp đi, đúng rồi. Bây giờ tao. Ba em đi, trở lại chăn chói. Ba em. Trở lại chăn chói luôn. Đây của em đâu? Của em xé đó. Em đây của em đâu? Thầy ơi. Đây của em dẹp rồi thầy. Dẹp ở đâu? Nhét trong túi rồi. Không được. Để ngoài dưới sau em đút. Trời ơi. Để ngoài. Trời ơi, nhét trong đó vậy trời ơi. Rồi vô vô. Nhét trong túi hay nhét trong đâu hết. Trời ơi. Dính ở ngoài. Em xin lỗi. Dùng vậy đi Ken. Trời nó chạy với em rồi. Rồi xịn em xé đi. Trời nói như là cá trên thớt vậy đó. Rồi em xé đi. Trời sao khai đi. Khai đi. Giờ muốn sống hay là muốn thắng hay là muốn thua? Thắng. Vậy đó, gì mà nó còn đòi thắng nữa thầy. Thầy sẽ kết thúc cuộc đời cưng nhanh nhẹn nhất. Xé đi. Chết. Xé đi, liệu Khang có xé ngược lại được không? Anh em đã hay. Hãy tin rồi. Hay à. Đúng rồi, xé đi, xé đi. Anh em ơi. Đúng rồi. Hãy chống cự đi Khang. Giật sao? Trời ơi, tình tôi quên. Bây giờ ai nằm kèo trên là người đã thắng. Rồi phản công Khang. Phản công đúng rồi. Vô luôn đi, võ đi, chơi võ liền đi, đúng rồi. Ủi nhanh luôn đi. Đúng rồi, hai tuyển thủ đang chiến đấu rất là cứng nha bạn. Rồi, té nữa rồi. Rồi, hai đứa này đang nắm sình hay gì nè. Sao? Thua đi. Rồi, nó đang ôm nhau luôn. Thắng là thua kìa. Thắng. Thắng. Anh em cổ vũ tôi đi anh em. Rồi. Chứ mà cái này em làm gớt mà. Cho tiếp nào. Không. Thầy nói làm gớt là thua liền. Tại em buông ra anh chị. Quên rồi. Em đón đi, em đón kinh quay. Đâu rồi. Hai. Đâu rồi. Cầm tay lên. Đâu rồi. Nè, cô làm vậy thôi. Cô anh gì? Bạn tên nào? Nhiệt tình quá. Đâu cái bạn tên nào? Thôi bạn tên này giao đây thôi. Mày không có giữ hả thầy ơi? Bạn tên nằm dưới chân em nè thầy. Bạn tên trong túi em là thua luôn á. Con gì á? Gì hả? Con gì? Thôi. Nam. Súng nhân con không? Con gì? Con gì? Chính xác. Em có một cái lời đề nghị với bà. Hết em. Cầm tay kể gì? Thì giờ chỉ còn có mình anh Duy, không phải của anh Duy chứ của ai? Thầy đang cầm bản tên của ai? Cái bản miệng của ai? Nhưng mà trước sau những anh cũng thua tại vì em nổi đúng không? Không. Tại vì em ngồi ở đây là ba ông cái bản tên luôn rồi thấy không? Thôi vậy thì gán chịu với em. Mà bản tên nào? Thôi kệ mình. Anh em cỡ vũ đi. Rồi, đội bên đây đã chiến thắng nha bạn. Thấy đây thế nào? Thế nào gì? Thắng giải chiến của em kêu. Đúng rồi.
Cái nè, cái này là thầy. Chơi ha. Mày chơi hả mày? Mày chơi hả mày? Anh em ơi. Mày chơi hả mày? Rồi hai anh em đi về luôn nha bạn. Thầy ơi, cứu em thầy ơi. Thầy thầy. Thầy 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 thầy. Thầy thầy. Thầy thấy rồi. Thầy ơi thầy. Thầy thầy ơi cứu em. Cứu em cứu sao? Xanh xanh. Xanh xanh rồi chùi đi. Ôi cắn rồi. Thôi thôi khỏi đi khỏi luôn. Thôi gắn 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 chịu. Em gà anh em tui đâu rồi. Mày đó rồi mấy kia nhà là mày chết. Khỏi mấy kia đâu rồi. Chơi cho anh em. Dễ chơi. Rồi đi về luôn kìa. Rồi thôi nha bạn. Giờ anh em mình vô tắm rửa rồi trao giải thưởng sao. Tha cho mày đó. Đi anh em ơi. Đi em ơi. A few hours later. Rồi anh em tập hợp nè. Vô trao giải thưởng nè. Ôi dồi dồi dồi. Gì đây? Em có được trao đâu mà vô. Em được trao hả? Không. Ủa? Thua không tiêu. Rồi ở đâu? Quên đã. Cảm ơn em phải không? Đúng. Ok trao rồi. Thầy. Thầy trao giải thưởng. Phan. Anh em ngồi xuống tôi điếm đàng hoàng chứ thầy lỡ việc mình sao. Trời ơi sao không gian nữa bạn. Hai. Chưa. Ba lượt. Ba nè. Bốn. Đủ chưa? Năm. Rồi đủ nha. Rồi đủ rồi. Nó chứ. Rồi có chia sớt ngọc bùi không? Để anh đi anh. Khoan từ từ để em nói mà nghe nè. Chia sớt ngọc bùi. Mình phát cho mình trước. Mày mà cho em đáng rồi đấm cầm. Cầm. Anh ba cầm giùm em. Rồi. Rồi cầm. Hai tờ đó. Cầm. Cầm. Rồi. Cầm. Rồi hết luôn. Rồi mày cho bên đó. Không phải. Nè. Cái này là. Nó tới tay còn bị giật lại nữa hả? Cái này là tôi có lòng thành nha. Tôi thấy tem chơi nỗ lực. Vậy mày có cho mày nói hoài mày. Cái mày nè, mày là người gánh tem. Đúng rồi. Cho nó đâu cho mày vậy đó. Mày cho tem luôn. Tưởng đâu được cho mình không. Rồi cho nó đọng kia 1 triệu đi ha. Ok. Sắc là bùi. Đúng. Rồi. Bây giờ mày muốn gì mày nói luôn đi. Tao mới mua trà, gánh căng vậy. Gánh căng luôn bây giờ nè. Đang nóng rồi đó. Rồi, xong nha. Ok. Rồi, kết thúc video tại đây. Nếu bạn thấy video này hay hãy cho mấy anh em xin một like. Để ủng hộ mấy anh em nha các bạn. Còn bây giờ thì bye bye. Nói chung là lâu lâu anh em mình mới có giải thưởng nên là hơi nhiều xíu nha các bạn.